Nhìn rất là thú vị và đẹp mắt luôn. Nhưng mà Đạt Đồng Tháp mới đi làm cái công việc YouTube này, gặp được những cái chuyện mà nó rất là lạ như thế này thì Đạt cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy là dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Lưng của Bùi Hồ đây là một cái con sông Hậu. Nơi đây được gọi là một cái nơi sạt lở nhiều nhất ở cái con sông này. Tại vì đây là một cái con sông khá là tâm linh của bác quý anh chị. Đó là ngã ba sông Vàm Nao, là một cái nơi nước xoáy rất là nhiều. Thì có một cái điều rất là lạ như thế này nè. Thì khoảng hơn một năm trước đây thì có chú Út là một người ăn chay theo đạo Hòa Hảo. Thì chú có một cái tâm nguyện là muốn có một cái đàn cá sông tự nhiên để mà chú nuôi nó và dưỡng nó. Và không hiểu tại sao thì khi mà chú phát tâm nguyện như vậy thì cái đàn cá này nó lại cặp mé ở đây luôn. Và thậm chí là vào tháng này là gần tháng 9 âm lịch và đây là mùa nước nổi, thì đàn cá này nó vẫn không có đi. Mặc dù là chú không có gào trắng gì hết á, nhưng mà đàn cá này không có đi và nó sẽ tràn vô nhà của chú luôn. Cái nhà chú thường hay niệm Phật và tụng kinh đến như thế này. Và để hiểu thật hư như thế nào á thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng chiêm ngưỡng một cái đàn cá thiên nhiên mà được chú nuôi dưỡng hơn một năm nay nha cô bác quý anh chị. Đây là những cái rau củ mà người dân người ta đem lại cho chú để cho cá ăn. Tại vì số lượng cá hàng chục tấn thì với một cái kinh tế không thể nào mua đủ để nuôi cho tất cả các đàn cá này ăn. Thì chú phải mua những cái rau củ này nè, của ngoài chợ đó người ta bán đó. Bây giờ chú sẽ bầm ra nhỏ ra và quăng cho cái đàn cá ăn. Và điển hình là cô bác quý anh chị thấy ở đây nè, có những cái rau củ nó tấp vào mé. Đây là người ta cho cá ăn đó cô bác quý anh chị. Và ở đây thì đặc biệt là cái đàn cá này á, nó rất là dạng luôn. Và nó có thể là làm bạn với mình luôn. Bây giờ mình lại đây mình cho nó ăn ha. Đây thì không những là cá tra sông mà có cả là cá mè dinh. Một loại cá rất là phổ biến ở sông Hậu này. Bây giờ thì Đạt Đồng Tháp sẽ gãi cho cá ăn nè. Rất là nhiều luôn cô bác quý anh chị, nó tiến vào cái ngôi nhà này luôn. Đạt ơi, đưa cho một thao thức ăn nè. Đây là Đạt Đồng Tháp nha cô bác quý anh chị. Hôm nay thì chú Út lại đi làm cái công việc từ thiện rồi. Và chú thì không có ở nhà. Anh nữ là mình có xin phép một chú ở đây nói cứ thoải mái tự nhiên. Dạ, cho cá ăn có sao không anh? Dạ. Có anh này anh chở rau củ vô nè, chở rau củ cho cá gì anh? Dạ, tại vì thức ăn không mà không xuể cho nó ha. Dạ. Ở đâu ạ? Em ở Đồng Tháp. Dạ. Dạ. Ok. Thôi. Ở đây là cỡ ở trong nhà này không là chắc hơn tấn á. Đại. Rất là nhiều luôn cô bác quý vị ơi. Không biết cái duyên lành như thế nào mà đàn cá này nó cứ tập trung ở đây và số lượng thì càng ngày càng đông. Nhớ cách đây hơn một năm trước á, thì Bùi Hồ có lại đây á, thì cái đàn cá này nó còn nhỏ lắm và bây giờ nó đã lớn rồi. Con cá mà nó trưởng thành chắc khoảng hơn 1 kg ha. Gọi là cá tràn vào nhà dân cô bác chị. Ở đây có một cái bàn thờ. Ôi Đạt ơi qua đây nè. Ôi. Rất là nhiều luôn. Bên đây là có cá mè dinh nè. Khủng khiếp không? Cá này là tự nhiên hết á. Dạ, cá mè dinh rồi cá he nè. Rất khủng ha.
Mùa này là mùa nước nổi thì nó tràn nước nó lớn thì cá nó vô nhà luôn. Đây Đạt cầm giùm cái máy thôi. Được không? Không được ha. Tính lợi đó gần cho nó luôn. Nó rất là dạng và thậm chí là chưa đã ở An Giang này thì con nó có khoảng 4-5 đàn cá và mình chưa thấy đàn cá nào mà nó tràn thậm chí là vô nhà như thế này. À. Rồi cô bác quý anh chị thấy sau những ngày lao động mệt mỏi thì chúng ta sẽ coi đàn cá này đó mà có thể là giải trí những ngày lao động mệt mỏi luôn. Đó. Mình có thể thọt tay bắt nó không ta? À. Ờ. À. Ở dưới này ôi mình thọt tay đụng nó luôn. Trời ơi. Để cho nó. À, ướt máy luôn. Ôi. Người ta nói cái đàn cá mà nó vô nhà như thế này là một cái duyên lành khá là kỳ lạ ha. Trời ơi. Ôi quá nhiều. Bây giờ mình sẽ lên đây mình hỏi cái anh này cái. Ồ chào anh. Dạ, cái đàn cá này là một năm mấy nay rồi phải không anh? Năm mấy, cần 2 năm rồi. Dạ, anh là người bán rau củ ngoài chợ hay là người đem cho cá ăn? Cho cá ăn là rau cả ngoài du trong này ăn có má nó cả cho cá ăn á. À, có nghĩa là anh đi gom ở ngoài chợ để đem cho cá ăn ha. Ở ngoài, hình như là ở đây là cái nơi trồng hàng bông gãy mà. Ở đây là nuôi cá, đi gom lá cải về nuôi cá. Dạ, cho cá ăn. Làm cái công việc này vui không anh? Vui. Vui. Số lượng cá mà hàng năm thì từ thời điểm này so với một năm trước đây thì cá nó có nhiều hơn không anh? Cũng nhiều, cũng 100 ngàn con. 100 tấn cá. 100 tấn luôn hả? 100 tấn luôn hả? Lúc trước là em thấy ngoài đó đúng không? Ngoài đó là nhiều lắm hả? Ngoài đó là mình đi được không? Có bị sụt bún gì không ta? Được mà. Dạ. Cái này nó đâu có đi được. Sâu quá. Sâu quá hả? Có thể mình đi mình gãi ra ngoài đó được không? Sâu lắm anh. Sâu lắm hả? Sâu quá. Nước lớn lên, nước lên sâu lắm. Cả nước rồng á, ra đó được. Dạ. Rồi sôi từ sâu xuống một cái. Ô ghê vậy, chỗ sạt lở đó hả? Là bây giờ nó tràn vô nhà luôn rồi. Nó tràn vô nhà vì nước nó lỡ lên nên cá nó sẽ lên theo. Mà đặc biệt là em thấy cái đàn cá này nó không có sợ nha. Nó không có ngại. Dưa hấu cái giống gì nó cũng ăn. Ủa giống gì cũng ăn hả? Dưa hấu xây ra. Đạt thấy có lạ không Đạt? Mới thấy lần đầu. Một ngày vậy là mình cho ăn mấy lần vậy? Một ngày có thể cho ăn là mười mấy một xe này. Trong một ngày là đàn cá ăn hết trơn luôn phải không? Hết trơn, không đủ ăn. Không đủ ăn luôn. Số lượng cá đây rất là nhiều. Tính chung chung cả một mấy tấn. Ôi trời ơi. Cô bác quý anh chị mà có muốn tham quan đàn cá này thì về ngay chỗ bến phà Thuận Giang á. Thuận Giang. Dạ, bến phà Thuận Giang thuộc huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Thì coi cái đàn cá ăn thì mình cái cảm giác mà mình cho cá ăn nó ở dưới chân mình nó gần gũi mình cũng thấy khá là thú vị. Và thậm chí là mình có một cái tư tưởng là mình không muốn ăn cá ăn thịt cá nữa. Cá nó ăn chay không ăn nó cải được luôn. À. Nó ở tự nhiên gì rồi ví dụ băng đêm đồ đó là có ai mà xịt đồ vòng vòng ở đây không? Có ngủ dữ. Là chú Út ông ngủ dữ luôn hả? Không, chú Sáu. Chú Sáu hả? Giờ chú Sáu ngủ dậy. Ôi hình này anh giác lên luôn kìa.
Vậy là phải ngăn ngừa những người mà ta đánh bắt người ta xịt đồ ha. Này là phải ui à. Dạ, hành lấy con cá luôn đi. Cho để hành cho cá luôn. À. Hai anh ăn chay luôn hả? Quay lại luôn. Ăn chay luôn. Quay cái đầu xe lại luôn. Dạ. Tự nhiên mình phát tâm nguyện mình ăn chay luôn. Trời ơi, chở cái đầu xe quay lại là ừ. Không quá tới được. Đây nè. Đây để anh tiếp. Dở lên. Đây đặt đặt. Tiếp đi. Mỗi ngày mình có ước lượng được là bao nhiêu tấn rau củ không anh? Không tính nổi đâu, tính xe gì sẽ đâu. Mà bao nhiêu người đi làm cái công việc mà là thu rau củ này cho cái ăn anh? 3-4 người. 3-4 người luôn hả? Thay phiên nhau là từ sáng đến chiều luôn. Kìa. Kìa nó ăn kìa, nó lên nó ăn kìa. Đạt cảm thấy sao Đạt? Đạt khi mà Đạt Đồng Tháp mới đi làm cái công việc YouTube này, gặp được những cái chuyện mà nó rất là lạ như thế này thì Đạt cảm thấy như thế nào? Mình cảm thấy là mình coi cái này là cảm thấy là rất là thú vị luôn. À. Nó lạ, mình không nghĩ là tự nhiên đàn cá tự nhiên mà nó về cái bến này nó sống, nó ở đây là năm mấy, hai năm nay à. Nhưng mà Đạt có để ý ông nước ngoài kia thì chảy rất là xiết. Dạo này là tháng 9, tháng 10 thì nước lên đó. Nước chảy lên xiết lắm nhưng mà đàn cá này nó vẫn không đi. Nó chọn cái phương án là nó sẽ tấp vô nhà dân để nó kiếm ăn. Và đặc biệt là cá thì nó rất là thích cái sự tự do, đúng không? Nhưng mà không biết đằng xa cá này nó ở đây có một cái sức hút mãnh liệt như thế nào đó mà nó lại không có đi, mà nó ở đây luôn. Hình như là trước đây thì chú Út có cho cá này nghe kinh Phật nữa phải không anh? Dạ, ngập lo rồi. Ngập hư lo hơn là ngập luôn hả? Quá còn không mà. Ngập rồi. Hôm nay là nước hơi lớn, bạn nghe cái đợt mưa bão rồi. Hai anh đều là ăn chay hết luôn. Đồ hủ luôn. Đồ hủ. Có nghĩa là hạn chế ăn thịt cá thôi. Lúc đầu mà đàn cá nó về như vậy đó anh, thì nhiều người dân hiếu kỳ đến đây không? Rồi ổ xô để coi trước. Coi rồi quay clip lại. Coi quay clip lại. Rồi. Con trai với gì vậy? Con trai với cái gì? Hả? Con trai đó. Cái gì? Cá thì cá nó cũng con trai không à? Ừ. Nó cãi nè. Nó cãi nè cái gì vậy? Cái này ăn nó được đâu. Có cá mà. Chú kiếm rồi ra củ ăn cái gì? Dưa leo cái gì? Ừ, có đó. Dưa leo. Vô trong đây nè. Mà dưa leo này nó bị thối à? Thôi rồi. Phá ráng luôn rồi ăn cái gì cũng được đó. Ăn được ăn không được thì thôi. Ước chứng là cho cá được nó cậu. Ước tính là khoảng hàng tấn thức ăn mỗi ngày cho hơn gần 100 tấn cá như thế này cô bác anh chị. Đúng rồi. Chú năm nay là chú bao nhiêu rồi chú? 56 rồi. 56 hả? À, nhà chú gần đây hả? Gần đây hả? Chú làm cái công việc mà lấy thức ăn cho cá ăn này lâu chưa? Cũng năm rồi. Dạ. Chú làm cái công việc này cảm thấy nó vui hơn đúng không? Vui hơn. Anh này anh gãi cho cá ăn nè. Cái heo quá trời là được rồi. Ủa, cái cha bự rồi. Ừ, nó tới bờ. Ủa, cái này chỉ có cờ đó. Vui không? À. Cầm cắt nghe cái này.
ngồi đi coi cho cá nè. Đúng rồi. À, xuống con mắt của mình nó chua. Thôi anh ơi, của anh không được anh ơi. Nó chua nhậu ơi. Nó sao nó chua nhậu. Ai ai cho bậm coi vậy. Thôi tội chết anh ơi. Cá thiên nhiên mà nó nhậu luôn. Mỗi ngày tiền thức ăn là khoảng bao nhiêu ký thức ăn vậy anh? Ngày nữa cho ăn thẳng thét là chịu không nổi đâu. À. Ăn lai gai ngày cũng 4-5 bao. 5 bao thức ăn? Một ngày là cho có lá cải này nọ luôn. Mỗi bao bây giờ là nhiêu tiền ta? Bao 330. 300 thì 5 bao thì nhiêu? 1,5 triệu. À, 1,5 triệu tiền thức ăn, mà mỗi bao là 50 ký hả? Mỗi bao có mấy chục ký hay 25 phải không? 25 ký à. Còn mỗi ngày 1,5 triệu tháng mà nếu như mà cho cá ăn thẳng thét là khoảng một ngày bỏ ra bốn mấy 2 triệu cá. 45 triệu tiền thức ăn. Thì sao lo nổi? Nếu như mà không có rau củ á, mà mai một điều là ở đây là cái nơi mà trồng những cái rau củ nhiều nhất luôn. Đó. Cậu cá nó bự đó cậu. Cá nó bự cậu. Bắt được không anh? Được. Không. Không được. Mình bắt qua mình coi thử coi. Bắt coi bình thường hả? Dạ. Chị sẽ nghe bắt cá bình thường. Chỗ mình này gọi bắt con cá cho nữ cậu. Nhưng mà bắt rồi thả lại chứ không có ăn thịt. Ừ. Ôi trời. Dạ. Coi chơi. Bắt bữa bữa cho không. Rồi ướt mình luôn rồi. Này đi không cẩn thận là đồ điện tử rồi nó hư hết luôn. Rồi cả bự bự kìa. Ướt mình em đâu không đâu. Vậy bắt luôn rồi. Dính đâu anh, dính à. Ờ, cái con nó cũng khoảng nửa ký à. Đó, không nó ký cậu 15 ký hả, không là nó cắn mất gì đó. Ờ. Đây có cá bình thường à. Nổi lên là dạ. Nhưng mà nó cũng khá là dạng, mặc dù nó biết bắt nhưng mà nó vẫn tụ họp ở đây chứ nó không có đi ha. À, đâu. Đúng rồi. Chờ mấy con nữa. Bắt đâu cá he lên cậu. Ờ, cá he á. Cá he khó bắt không? Dạ. Đây không? Ô, cái con cá này gần cả ký luôn nè. Anh cho em coi. Cho... Cá dưới sông mà anh bắt như là cá trong ao vậy trời. Cá ở trong dèo vậy á. Nhưng mà chút nó tụ lại không anh? Tụ rồi đỡ. Ok. Ồ. Rồi thả nó đi, nó dính ở trong kìa, thả nó đi. À, rất là lạ ha, mình sẽ gãi cho nó ăn một lần nữa cho cô bác quý anh chị thấy luôn. Ở đây thì thức ăn thì được chú ở đây mua. Đó. Thôi gần cạn rồi. Gần hết thức ăn luôn rồi. Anh này ướt điện thoại luôn hả anh?
Ở đây có hai loại thức ăn viên lớn và thức ăn viên nhỏ nè. Đó. Đừng xúc tội nghiệp nó. Không ngờ là những năm gần đây thì An Giang lại xuất hiện rất là nhiều đàn cá vào nhà dân. Thì đàn cá chú Út là một trong những cái đàn cá trong 3-4 cái đàn cá ở An Giang. Thì không hiểu là cái đàn cá này nó từ đâu đến luôn, mà cái duyên lành gì đó thì nó lại cập ở bên những cái con sông Hậu hay là những cái con kinh mà trước đây Bùi Hồ có quay cho cô bác quý anh chị xem. Nhìn rất là thú vị và đẹp mắt luôn. Bất cứ khi nào mà mình gãi thức ăn thì tụi nó sẽ bu vô như thế này. Và với số lượng rất là đông. Chứ không phải là nó bu cập cập cái chân của mình luôn nè. Nè, đưa chân vậy là đụng cá. Ở đây thì chú Út không có thu phí hay là tính tiền tham quan gì hết, mà khi mà các Phật tử hay là các cô chú anh chị mà lại đây mà phát tâm mà có thể là hỗ trợ cùng với chú Út để mà mua thức ăn cho cá ăn, coi như là một cái duyên lành. Thường thì người ta đem cá đi phóng sanh á, thì không biết đây là những cái đàn cá rất là nhiều luôn nè. Đây là cái nhà nha cô bác của anh chị. Nhiều quá. Ô, đi ở dưới này đụng cá luôn, chân ở dưới này đi là đụng cá luôn á. À, cô bác của anh chị mình cho nó ăn một thao nữa nha. Đây là thức ăn này thì được chú Út hoan hỷ mà bỏ tiền ra để cho đàn cá này về. À, cái công việc của chú Út là hình như là ngày xưa là chú nuôi ui coi chừng sập. Ôi sâu lắm, ở dưới này sâu lắm. Ngang ngực á hả? À, ở đây là một cái sàn nhà nha. À, rồi quay vô. À, dạ thì cái đoạn clip đến đây cũng khá là dài mà Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị về một cái đàn cá thiên nhiên rất là lý thú ngay tại An Giang thuộc huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang này. Thì không hiểu cái duyên lành như thế nào mà đàn cá này lại có mặt ở tại đây. Thì người dân ở đây người ta cũng phát tâm để mà đem những cái thức ăn rau củ về để mà nuôi dưỡng cái đàn cá này. Người ta gọi là giữ cá cho sông mà giữ cá cho hồn sông nước. À, nên thành nữ là hôm nay cũng có duyên lành về đây để chia sẻ cái đoạn clip này cho cô bác quý anh chị biết được về cái đàn cá thiên nhiên như thế này. Bùi Hồ nhắc lại cái địa chỉ ở đây là thuộc gần cái bến phà Thuận Giang, nói giữa huyện Phú Tân và huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang, ngay bờ sông Hậu, thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cô bác quý anh chị về đây thì bất cứ lúc nào thì chú cũng có thể hoan hỷ cùng mọi người đến đây để mà gieo cái duyên lành đối với cái đàn cá này. Và không nói nhiều nữa thì chắc có lẽ là đoạn video clip này đến đây xin được phép kết thúc. Và Bùi Hồ một lần nữa xin chào cô bác quý anh chị. Hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Thì rất mong video clip này sẽ mang đến cho cô bác quý anh chị một điều gì đó. Ở đây là cái khu vực mé ngoài đó. Ở ngoài nhà hay là ở trong thì nó vẫn ăn như nhau. Đây là cái con sông nè. Đâu có gào trắng như đâu, lúc trước thì còn gào nhưng mà bây giờ đâu có gào nữa. Gào bây giờ bãi lục bình thôi chứ đâu có gào. Dạ.